Xin chào các bạn, hôm nay là Lý Inox Tuấn Đức, chúng tôi xin giới thiệu các bạn một cái mẫu vòi bếp, vòi đầu lửa chén nóng lạnh của Inox mang cái mã hiệu là SFV302S. Thì sản phẩm vòi lửa chén này thì nó được thiết kế là theo cái dạng là cổ điển trước đây cũng thường hay rất là thông dụng trước đây. Nó chính là một cái cần vòi dài hướng ra. Thì cái cần vòi này á, thì nó có thể xoay ra được là tổng là 180 độ nha các bạn. Chỗ này là bị vướng á. Đó. Và cái vòi này thì nó được thiết kế với cần dài, cần vòi tôi nghĩ là nó khoảng tầm hai mấy cm á, khá là rộng. Và cái chất liệu của nó được làm là bằng đồng chrome đi kem, lớp mạ rất là sáng bóng. Ở trên cái thanh gật đó, thì cái vòi này nó thiết kế là thanh gật gù đó. Thì theo tôi gật gù ở đây thì tôi cảm giác nó cũng khá là cứng chứ không có được mềm cho lắm. Đây còn đây là hai cái nút màu đỏ và màu xanh. Thì màu đỏ màu xanh này thì nó hiển thị là nước nóng và nước lạnh, thì chúng nó sẽ bồi cồn nó bên trong. Thì các bạn chuyển hướng qua hai bên thì nó nước nóng lạnh nó sang hai bên. Và khi các bạn mua xong cái vò này thì nó sẽ bao gồm hai sợi dây cắp. Đây, đây là hai sợi dây cắp của nó này. Thì sợi dây này thì nó dài là dài 40 các bạn nha. Đó, thì màu đỏ là nó hiển thị là dây cắp nước nóng nè, màu xanh là dây cắp nước lạnh nè. Cái mẫu vòi này á thì nó mã hiệu của nó là SFV302S. Và nếu các bạn cần mua sản phẩm này á, có thể liên hệ vào số điện thoại hotline bên dưới, hoặc là truy cập vào website tdm.vn đặt hàng trực tuyến, hoặc là có thể đến showroom Tuấn Đức của chúng tôi có để cái địa chỉ ở bên dưới để các bạn có thể đến tham quan showroom và chọn mua hàng. Và hiện tại thì mẫu này thì vẫn đang được bán rất là thông dụng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại.